Việt Thảo xin chào các bạn. Chuyện Bình Lệ lần thứ 131 đến với các bạn vào đúng ngay ngày 4 tháng 7, tức là July 4th, là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Xin được chia vui và chúc mừng các bạn, những người có cơ hội tham dự và đón chào cái ngày lễ độc lập tại đất nước Hoa Kỳ này. Thông thường trong ngày lễ độc lập thì hay đốt pháo bông và người ta ăn uống nhậu nhẹt, tổ chức linh đình, đi chơi xa cũng có. Cho nên pháo bay rộp trời, đường xá thì xe cộ chật chội, tai nạn cũng thường hay xảy ra. Cho nên vui một điều nhưng mà phải để ý xem chừng quả hoàng cũng như tai nạn nhé, để cho cuộc vui nó trọn vẹn hơn. Các bạn nhớ để ý. Mỗi năm thì khi Việt Thảo có mặt ở nhà thường hay tổ chức đốt pháo bông để các bạn đến chơi vui. Rất tiếc hôm nay thì Việt Thảo không có ở nhà nên không đốt pháo bông được. Em xin lỗi các bạn. Ngày hôm nay là ngày 4 tháng 7. Cũng đúng vào kỷ niệm ngày mà Việt Thảo thành hôn với bà xã cách đây 17 năm 8 tháng về trước. Hôm nay thì bà xã Việt Thảo đã dẫn con đi đâu mất rồi cho nên không có gặp được Thảo được. Nhưng mà Việt Thảo biết ở chỗ nào, cho nên sáng sớm hôm nay Việt Thảo lên đường để bay đến tận nơi để tìm cho gặp bà xã, để chỉ nói một điều duy nhất là Happy Anniversary 17 năm 8 tháng bà xã, and I love you. Chỉ có vậy thôi. Còn nếu bà xã vui vẻ thì order thêm một kiện là làm giùm món bánh tráng tôm thịt, cuốn giá hẹ, ăn cho nó vui. Tại vì món này Việt Thảo rất thích. Tại sao mà cứ gặp bà xã là cứ hay đòi ăn bánh tráng cuốn tôm thịt giá hẹ? Tại vì cái nước mắm mà vào Việt Thảo làm chua ngọt rất là ngon. Cái thứ hai là miếng thịt ba rọi sắc dài để mình cuốn vô bánh tráng chứ không có sắc ngắn. Và bên cạnh đó có cầm hành lá, rồi có cái củ tỏi, rồi có trái ớt hiểm, rồi có gạo, có cơm. Mình cắn vào, mình chấm nước mắm nó chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Ăn nó đã lắm chứ không gì hết. Ok, happy anniversary bà xã và I will see you today. Vào đúng July 4th, alright. Ok, chuyện Bình Lề lần thứ 131. Trước khi đi vào câu chuyện cũng như tâm tình, thì sáng nay Việt Thảo có nhận được một cú điện thoại của một người ở tại Virginia gọi và than phiền Việt Thảo là tại sao con gửi cho chú email lâu quá mà chú không trả lời con. Thì mình mới hỏi là ủa email gì, nội dung sao, gửi bao lâu rồi. Nó gửi lâu lắm rồi. Nội dung là nói cái vụ mà anh hai người miền Trung gọi là anh hai gì đó. Thì mình mới nói ồ, có nhận được cái email đó mà không có trả lời. Tại vì trong đó không có đặt câu hỏi mà chỉ là góp ý kiến miền Trung cũng kêu là anh hai gì đó, cho nên Việt Thảo không có trả lời. Nhưng mà anh nói là anh rất muốn được đọc trong chuyện Bình Lề. Thì Việt Thảo mới nói như vậy thì thôi đặt câu hỏi đi, gửi về email về cho Việt Thảo đi, thì Việt Thảo sẽ trả lời. Thì anh nói là phải trả lời liền trong chuyện Bình Lề kế tiếp. Việt Thảo nói không được, nó tùy. Thí dụ như cái câu hỏi đó nó liên quan đến một trường hợp rất là gấp. Thí dụ bây giờ cái câu hỏi đó hay là cái nội dung nói rằng phải báo động cho mọi người biết liền là hiện giờ có cái virus gì đó, hay có ai đang attack gì đó, hay là chuyện xảy ra ở tại tiểu bang như thế nào nên nhắn tin liền, thì Việt Thảo tức tốc phải nói liền. Còn nếu những câu hỏi bình thường thì Việt Thảo sẽ để theo thứ tự nhé. Ok. Từ đó Việt Thảo mới nảy sinh một cái ý nữa là từ nay trở đi khi các bạn nào gửi email cho Việt Thảo ở địa chỉ mcvietthao@yahoo.com hay là ở trên Facebook, khi Việt Thảo đọc qua và Việt Thảo thấy rằng cái câu hỏi đó Việt Thảo không thể trả lời bằng viết mà phải trả lời bằng nói trong chuyện Bình Lề, thì Việt Thảo sẽ hồi báo liền, tức là sẽ trả lời trong chuyện Bình Lề nha. Xin cảm ơn. Thí dụ vậy thì các bạn khi mà nhận được cái email Việt Thảo hồi báo trở lại, báo tin rằng sẽ trả lời trong chuyện Bình Lề, thì hãy yên tâm rằng Việt Thảo sẽ trả lời, chỉ vấn đề là thời gian tính. Còn nếu các bạn nào gửi email cho Việt Thảo hay post trên Facebook mà chưa thấy Việt Thảo trả lời hay nói rằng sẽ trả lời trong chuyện Bình Lề, thì các bạn chờ đợi là tại vì Việt Thảo chưa quay tới, hoặc là email của các bạn đã gửi thất lạc rồi nhé. Email thì Việt Thảo có thể check mỗi ngày, còn Facebook thì Việt Thảo cũng đọc nhưng mà có khi không kịp đọc hết hay trả lời các bạn. Cho nên từ nay trở đi các bạn nhớ nha, khi đặt câu hỏi về Việt Thảo qua email, Facebook thì Việt Thảo sẽ hồi báo trở lại là có trả lời trong chuyện Bình Lề hay không thì các bạn biết. Rồi, xin cảm ơn. Chuyện Bình Lề lần thứ
131 xin bắt đầu bằng câu chuyện của Toàn Võ gửi cho Việt Thảo, nói về con voi và sợi dây xích. Đây là đề tài để cho chúng ta đáng suy gẫm. Hãy vượt qua chính mình. Câu chuyện đã bắt đầu như sau. Một người đàn ông đi qua chỗ đàn voi đang đứng. Bất chợt, ông dừng lại. Ngạc nhiên khi thấy lũ vật to lớn này chỉ bị cầm giữ bởi một sợi dây thừng rất nhỏ buộc phía chân trước. Không hề có xích sắt, cũng chẳng có chuồng giam. Có thể thấy rõ hiển nhiên, lũ voi có đủ khả năng để dứt đứt sợi dây, chạy đi bất cứ lúc nào. Nhưng không hiểu vì sao lũ voi vẫn chưa làm như vậy. Người đàn ông trông thấy người quản tượng đứng gần đó. Ông hỏi anh ta tại sao lũ voi cứ đứng yên như vậy mà không hề có vẻ muốn tháo chạy. Người quản voi đáp, ồ, khi chúng còn nhỏ, chúng bé hơn thế này rất nhiều. Chúng tôi vẫn dùng loại dây thừng cỡ đó để buộc chúng lại. Ở độ tuổi đó, dây như vậy là đủ giữ chúng rồi. Nhưng khi đã lớn hơn, chúng vẫn tin mình không thể dứt nổi những sợi dây thừng này. Chúng cho rằng sợi dây thừng ngày xưa vẫn có thể giữ chúng được. Thế là chẳng bao giờ chúng có ý nghĩ dứt bỏ dây và chạy đi. Người đàn ông vô cùng kinh ngạc. Những con thú đó hoàn toàn có khả năng chạy thoát khỏi sợi dây ràng buộc chúng. Nhưng chỉ vì không tin mình có thể, nên chúng vẫn cứ chấp nhận một thực tiễn như đang có, mà nguyên nhân cơ bản là do nỗi sợ về những thất bại trước đó. Câu chuyện về con voi và sợi dây xích là một đề tài suy gẫm hay vượt qua chính mình. Hãy để cho các bạn suy gẫm và các bạn sẽ vượt qua chính mình. Không còn một cái sự ràng buộc nào trước đây mà các bạn nghĩ rằng mình không thể vượt thoát qua được. Chuyện bên lề lần thứ 131 xin được tiếp tục bằng những tâm tình cũng như câu hỏi của các bạn. Chuyện bên lề xin giấu tên. Hello chú Thảo, con có một chuyện muốn tâm sự với chú. Con là người chung thủy, con có bạn gái rồi và tụi con thương nhau lắm. Tới đây thì Việt Thảo cũng phải ngắt ngang một cái, đang phân vân hoài. Như đã nói, những cái câu hỏi liên quan đến tình cảm đó, nó nhiều lắm, Việt Thảo không nhớ hết. Tôi đọc rồi tôi cũng không hiểu là chuyện này đã trả lời rồi chưa nữa nha. Nếu có chuyện nào mà đã trả lời rồi thì xin thông cảm bỏ qua. Còn các bạn nào đã gửi chuyện email cho Việt Thảo, đừng gửi nhiều lần, tội nghiệp lắm. Việt Thảo cứ đọc confused hoài, không hiểu là đã trả lời hay chưa rồi nữa. Ok, mà thật sự là Việt Thảo đã khám phá ra rất nhiều rồi đó. Đã delete bỏ rất nhiều những chuyện mà các bạn gửi nó trùng hợp với nhau. Có người gửi 5-6 lần luôn. Ui chà. Con là người chung thủy, con có bạn gái rồi và tụi con thương nhau lắm. Nhưng mà không hiểu sao lần nào gặp người con gái đẹp nào là con lại có một cảm giác lạ lạ. Con cũng không hiểu nổi, cứ thấy xôn xao bồn chồn sau đó. Dạ con đính chính là con không có ghẹo hay gì hết, chỉ là nhìn rồi thấy cảm giác lạ lạ vậy thôi à. Mà cảm giác đó không có lâu, chừng 2-3 ngày là nó mất à. Nhiều lúc con không hiểu sao lại như vậy. Chú giải thích giùm con nghe chú. Cảm ơn và chúc chú với gia đình nhiều sức khỏe thân. Chuyện không có gì lạ hết. Ngày chú 60 tuổi rồi, gặp một người phụ nữ đẹp, trong lòng cũng cảm thấy xôn xao bồn chồn sao đó. Đó là một cái cảm giác rạo rực ở trong lòng. À, tại vì con người ta nó bình thường thôi nhé. À, ngay con chó, con mèo, con thú vật cũng vậy. Nó cũng có những cái rạo rực của nó. Thì con chó mà một người đang dẫn đi gặp con chó kia đẹp, thích, nó vẫn sủa, nó chạy lại, nó le lưỡi, nó liếm lông chẳng hạn, hay là nó tỏ cái cử chỉ thân mật. Đó là sự rạo rực, biểu lộ cái tình cảm. Thì bây giờ qua cái câu hỏi này, thứ nhất, tại vì chú không có hiểu cái tuổi của con cỡ nào, nhưng khi con nói rằng con là người chung thủy, có bạn gái rồi và tụi con thương nhau lắm, thì chú nghĩ rằng con cũng đã ở cái tuổi trưởng thành rồi nhá. Và con là người chung thủy thì ở đây chú đặt vấn đề là không biết con và bạn gái con khi yêu thương nhau có trao đổi về xác thịt hay không, có have sex hay không, có làm tình với nhau hay không. Nhưng mà chú biết con là người chung thủy cho nên nếu con có sex, con có làm tình với bạn gái của con thì chú nghĩ con không có một cái quan hệ xác thịt với người khác. Và khi con gặp một người con gái khác đẹp
mà con cảm thấy rạo rực, thì điều đó cho thấy rằng cái vấn đề tình dục của con và cô bạn gái con chưa đáp ứng được cái đòi hỏi của con. Có thể con là người thanh niên, cái sự đòi hỏi nó rất nhiều nhé. Thì thường thường đó, một phần nếu mà con trong đời sống bình thường hàng ngày vấn đề tình dục của con đã được thỏa mãn đầy đủ, thì khi gặp người khác con cũng không có đến nỗi như vậy đâu. Có lẽ con thiếu thốn. Cho nên khi con gặp người khác thì con cảm thấy rạo rực trong lòng. Đó là cảm giác bình thường. Một cái sự ham muốn, một sự đòi hỏi của thể xác. Cho nên cái tính dục của con cũng khá mạnh đó. Nha. Ok. Cái cảm giác lạ lạ là sự ham muốn của thể xác chứ chẳng có khỉ gì cả. Thử bây giờ đi, gặp một người xấu quắc đi, con không thích đi, con không yêu đi, thì con chẳng có rạo được con khỉ gì đâu, phải không? Ok, đơn giản như vậy thôi. Còn 2-3 ngày sau nó mất là tại vì không cần 2-3 ngày. Nhiều khi cái sự rạo rực đó đó, đến một lúc nào đó con gặp chuyện khác con quên thôi. Trừ trường hợp không có gặp người yêu của con không được có một cái quan hệ xác thịt với người yêu con là một cái người đang thèm muốn, thì cái sự rạo rực nó kéo dài hơn. Bình thường một người thanh niên không có gặp một người con gái đẹp, nhưng mà không được thỏa mãn vấn đề tình dục, thì cũng có cái sự rạo rực đòi hỏi đó. Thậm chí có những người không biết làm cách nào bằng cách họ phải tự thủ dâm hay là tự thỏa mãn lấy mình. Ok. Đơn giản vậy thôi con, không có gì lạ. Bây giờ nói như vậy rồi, bây giờ làm sao để trị được cái căn bệnh này? Tốt hơn hết con có cái quan, nếu mà con có bạn gái mà hai người có cái trao đổi bình thường trong đời sống thì nên bình thường. Còn nếu gặp người con gái đẹp thì là phước đi, đừng dòm. Dòm mà rạo rực là phiền lắm. Ok. Thế không, chú nhận ngứa mũi quá nè. Kỳ lắm, allergy đó. Hãy nói tới con gái đẹp là lỗ mũi nó ngứa vậy đó. Ok. Ok, chuyện bên lề. Bác Thảo ơi, con ý kiến là bác Thảo làm chuyện bên lề trên DVD được không? Để những người không có vi tính cũng có thể coi được chuyện bên lề của bác Thảo nha bác. Cảm ơn bác. Cảm ơn con. Nhưng bây giờ nếu con nói chuyện bên lề làm DVD hay là DVD thì bây giờ bác phải bên nó ra hay là phát hành hàng loạt, làm bìa, làm băng hay là phải đem ra chợ bán chăng? À, còn nếu không thì bây giờ mình tặng người ta thì lấy đâu tiền đâu mà bác làm. Với lại thực sự đó, làm cái đó đó cũng chẳng có đem đi được bao nhiêu đâu. Là tại vì phần lớn nếu có anh ta cũng bỏ lên mạng người ta coi à. Rồi bây giờ vấn đề đó, một cái DVD của một trung tâm ca nhạc như vậy đó mà bán còn không được là do người ta copy lại, thì đừng nói chi chuyện bên lề của bác, các bạn không nè. Mà cho dù người ta yêu thích chuyện bên lề của bác, không cần bác phải làm DVD đâu. Vì những người làm băng lậu sẽ chộp ngay thời cơ, download cái chuyện bên lề của bác xuống, bên ra đĩa và bán thôi. Nhưng mà rất tiếc là chuyện bên lề của bác chưa đến nỗi hấp dẫn người ta như là một cái DVD của ca nhạc. Thành ra mấy cái tay mà sang băng lậu người ta không để ý tới đâu. Ok. Các con cứ nhìn những người sang băng lậu thì biết. Thấy mà người ta lấy cái chuyện bên lề của bác mà download để bán đi đó, thì bảo đảm là cái chuyện bên lề của bác hot lắm. Ok. Rồi, chuyện bên lề kế tiếp như vậy thì không có làm DVD được nha. Chuyện bên lề lần thứ 131 được tiếp tục. Con chào chú Việt Thảo. Lời đầu tiên con xin gửi lời chúc sức khỏe tới chú và gia đình. Con là fan hâm mộ của chú rất lâu mà nay mới viết mail cho chú, thiệt là có lỗi quá. Chú ơi, hiện giờ con đang có chuyện không biết xử lý thế nào nên muốn hỏi chú, mong là chú giúp được con. Việc là thế này. Con được một người anh tặng cho con một cái iPhone 5 hồi đầu năm. Xài được tới bây giờ thì nó lăn đùng ra chết. Bị lỗi search trên mạng, đem restore máy thì bị lỗi, không restore được. Con đem ra tiệm ở Việt Nam thì người ta nói là chỉ còn cách đem qua Apple Store ở USA để người ta bảo hành. Mà con thì ở Việt Nam không có quen ai bên đó hết và cũng không biết cách thức bảo hành nó như thế nào. Con thấy chú có xài MacBook nên con nghĩ chú cũng biết về Apple. Con mong chú cho con ý kiến về việc này. Con xin cảm ơn chú, trân trọng cảm ơn chú Việt Thảo. Ok, chú có xài iPhone. Yeah, hiện giờ đang xài iPhone, xài cả T-Mobile, xài cả hãng điện thoại AT&T. À, xài T-Mobile tức là cái Samsung đó, cái Galaxy đó. Thì cái đó là xài với hãng điện thoại T-Mobile. Còn cái iPhone 5 của chú thì đang xài với hãng điện thoại AT&T. Thường thường khi một cái iPhone 5 hay một cái iPad hay là cái MacBook, khi mình xài đó là mình đăng ký với cái hãng điện thoại AT&T. Hay là mình xài, mình có register đàng hoàng, tức là đăng ký. Thì như vậy khi mà mỗi lần upload á, mình upload là nó work bình thường. Còn nếu mà con không đăng ký, upload sẽ bị trouble ngay. Nhá. Hoặc là mình break cái code nó đi để mình dùng một cái SIM card để xài một hãng điện thoại khác. Thì khi mà upload, mình upload là bị trouble ngay lập tức. Bởi vì cho nên nó mới kiểm soát được cái điện thoại nào mà đã đăng ký với cái hãng đó hoặc là đi theo nó đàng hoàng. Bây giờ trong trường hợp này thì
Chú không biết là cái điện thoại của con có break code hay không. Thường thường thì một cái điện thoại bình thường nếu lỡ bị trouble mình chỉ cần restore nó là xong ngay. Tất cả các tài liệu dữ kiện đều nằm trong computer hay là nằm trong cái hệ thống của hãng điện thoại nhé. Đó, trường hợp này thì con nên hỏi đi, hỏi là lúc cái mua đó, cái người mua cho con đó mua như thế nào? Cái điện thoại đó là có original không? Có nguyên bản hay không? Có đăng ký với hãng điện thoại không? Hay là có đăng ký với cái Apple không? Phải hỏi kỹ cái đó. Xin cảm ơn. Ok, chuyển bên lề 131 xin được tiếp tục. Đại lý ở Việt Nam là sao? Chào chú Việt Thảo, con có nghe một bạn nói về vụ sang đĩa lậu ở chuyện bên lề 110 thì con có một tâm tình như thế này. Đúng hay sai, xin chú góp ý cho con nha. Con thấy trung tâm Dân Sơn hay các trung tâm khác tại sao mở đại lý, không mở đại lý Việt Nam chú? Đối với con 25 đô la một cuốn chẳng sao cả, con sẵn sàng mua. Con thấy ở Sài Gòn những người Việt Kiều họ xách tay về những cuốn DVD Vân Sơn, Thúy Nga, Asia để bán lại nhưng họ bán với giá rất cao, 50 đô la một cuốn. Còn những cuốn nào mới ra thì tới 100 đô la trên một cuốn lần. Nhưng con thấy các chú, các bác mua rất là nhiều. Thậm chí có hôm con lên mua mặc hà mua mà hết hàng rồi, người ta chưa mang về kịp. Hy vọng các trung tâm ở hải ngoại có đại lý ở Việt Nam. Nếu có, con là người đầu tiên ủng hộ, chúc chú hạnh phúc. Vui vẻ bên người thân đã gửi từ iPad của tôi. À, cái chuyện này cho đến nay thì trung tâm Dân Sơn, trung tâm Asia, trung tâm Thúy Nga và hầu như các trung tâm ca nhạc hải ngoại đều chưa có đại lý ở Việt Nam. Và hình như chưa được giấy phép hẳn hoi để bán những sản phẩm ở Việt Nam. Cho nên hiện giờ cái thị trường buôn lậu Việt Nam còn rất lớn. Tự nhiên chú có nghĩ ra một điều. Có phải như vậy không? Hay là không, cái này nghĩ thôi nha, chưa chắc chắc là đúng nha, nghĩ sai bị rầy mất công, hay là người ta chủ trương vậy để cho cái buôn lậu ở Việt Nam bán có lợi hơn. Phải không? Tại vì nếu trung tâm về mà bán băng gốc rồi thì băng lậu không được bán. À, lúc đó thì những người làm lậu lấy gì có tiền bỏ túi. Cho nên những người làm băng lậu họ tìm cách làm sao để cho các trung tâm không về của đại lý. Nhưng mà theo Việt Thảo biết thì như thời gian gần nữa thôi, Vân Sơn sẽ có đại lý diện ở Việt Nam hay là mở công ty tại Việt Nam. Thì lúc đó các sản phẩm của Vân Sơn hy vọng được phổ biến tại Việt Nam. Chuyện đó chuyện trong tương lai, mình không biết nha. Còn cái chuyện mà chú nghe vui là mỗi một cuốn CD, DVD mang về bán cả 100 đồng. Ôi cha, tại sao vậy? Mình Việt Kiều về có tiền mua vé máy bay về thăm gia đình, thăm quê hương, xách DVD về tặng người ta thôi hay là để là giá vốn thôi. Tại sao phải bán tới 50% kiếm lời được nhiêu? À, thì ra những người này về để kiếm lời đang trừ bớt tiền vé máy bay. Vì họ nghèo quá, họ không khá. Cho nên cái tiền vé máy bay cần phải có người chia sẻ. Cho nên mỗi lần về mua theo một mớ đồ ngoài DVD, còn những món khác bán để chi kiếm ít tiền còn trừ giá máy bay. Tội nghiệp thiệt. Ok. Rồi. Mà tại sao phải mua DVD gốc làm chi nè, chưa có cứ việc sang băng lậu coi đi cho nó thoải mái. Tại vì thật sự ra Dân Sơn cũng đâu, trung tâm Dân Sơn cũng đâu có nhận được cắt bạc nào đâu. Phải không? Nếu mà các con coi băng lậu hay không coi băng lậu, Dân Sơn cũng không có cách nào. Cứ coi băng lậu để cho nó thoải mái, đỡ tốn tiền. Ok. Rồi khi nào mà trung tâm Dân Sơn có công ty hay có đại lý rồi, lúc đó mình mua gấp. Hay là các bạn nào có khả năng cứ việc order thẳng từ bên Mỹ mua, thì trung tâm Dân Sơn mới bán được cái sản phẩm đó. Còn hơn cũng qua trung gian mà thôi. Một là sang băng lậu, còn thu mua băng gốc về bán họ cũng lấy tiền bỏ túi. Ok. Nhưng mà như vậy cũng đỡ hai, Dân Sơn bán được cuốn. Rồi, không biết Dân Sơn lời được mấy thằng bạc, người ta bán cái lời được cả cả gần 100 đô. Chuyện bên lề được tiếp tục. Kính gửi chú Thảo. Con đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chú Thảo ơi, con có một chuyện muốn nhờ chú tư vấn giúp con như sau. Việt Thảo chưa thường thường không dám đọc tên tại vì nhiều khi sợ sơ sót đó. Với lại nó liên quan với chuyện tình cảm, lỡ người ta dùng cái tên của người khác cái đâm ra bị mang tiếng, người ta tội nghiệp. Con đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, chú Thảo ơi, con có một chuyện muốn nhờ chú tư vấn giúp con như sau. Bạn gái con là người Công giáo, gia đình con không muốn con quen bạn gái người đạo Công giáo. Chúng con đã quen nhau khoảng hơn 2 năm nay. Thấy không? Nghe chỗ này không thấy con lãng nhách luôn. Đã gia đình không muốn rồi, tại sao quen 2 năm nay rồi quen tới đâu? Khi đã gia đình không muốn, mà vì sống vì gia đình thì chắc chắn rằng cuộc hôn nhân không đi tới đâu, như vậy tiếp tục quen để làm gì? Đó, chính mình ràng buộc mình cho nó khổ. Rồi,
Bạn thân của bạn gái con là một người đạo Phật. Úi chà, tức là con có người bạn gái Công giáo rồi bạn thân của bạn gái coi là gái con là người đạo Phật. Tất cả những bạn bè con ai cũng khuyên con nên đi quen với người bạn đạo Phật này, vì thấy cô ấy xứng đáng với con hơn là bạn Công giáo kia. Trong khi đó con và bạn người đạo Phật này cũng hơi thích nhau, nhưng người bạn đạo Phật này lại yêu đơn phương một chàng trai khác suốt 4 năm qua mà chẳng được đáp lại. Một phần cũng vì sợ người khác nói giật bồ của bạn. Vậy chú cho con hỏi là con nên làm thế nào để chinh phục được bạn gái người đạo Phật này, được không chú? Và làm thế nào để có thể giữ được tình bạn của hai người bạn nữ ấy không chú? Cảm ơn chú. Lãng luôn. Thứ nhất là con đang là bạn trai của người bạn gái đạo Công giáo. Mà người bạn gái đạo Phật này là bạn gái của con. Con bây giờ con muốn đi chinh phục người ta nữa, trong khi người ta lại đi yêu thương một người khác. Rồi con muốn chinh phục người bạn gái này tại vì hai bên đạo Công giáo gia đình không chịu. Lãng vô cùng. Thứ nhất, chấm dứt ngay với người bạn đạo Công giáo nếu con theo phe gia đình con. Không chấp nhận, hay là theo phe bạn bè con, không chấp nhận người đạo Công giáo trong gia đình. Phải chấm dứt ngay. Còn nếu con không chấp nhận cái quan niệm lỗi thời của gia đình con, vấn đề tôn giáo, thì con tiếp tục quen với người bạn gái Công giáo, tại hai người yêu thương nhau mà. Có phải không nè? Và hãy tiến xa hơn nữa nếu được. Thành hôn với nhau cũng được. Và nhớ kỹ nghe, đối với đạo Công giáo, con chấp nhận lấy người ta là con phải theo đạo Công giáo đó. Suy nghĩ kỹ đi. Còn nếu không làm được vậy thì đừng cưới. Mà đừng cưới thì đừng quen. Quen để làm gì? Ok. Bây giờ trong trường hợp cái người bạn gái mà đang là đạo Phật mà đang theo đuổi một cái chàng trai kia mà không được yêu lại, chuyện đó quyền của người ta. Người ta không có yêu con đâu. Nếu con thấy người đó được, hợp, con yêu, thì đầu tiên nha, chú nói nha, nếu con muốn yêu cái cô gái Phật giáo này thì con phải chấm dứt ngay cái tình cảm với cô gái Công giáo. Thì hãy yêu cô này. Rồi. Khi yêu thì chỉ được yêu một chiều và báo cho người ta biết là con yêu thôi. Cho đến khi nào cô kia không còn yêu người bạn trai kia, biết đâu có cơ hội cô ta sẽ quay trở lại và yêu con. Nhưng mà nhớ kỹ một điều, khi đó không thể ngăn cản được trong lòng cô ta vẫn còn tiếp tục nghĩ tới chàng trai kia. Ok, đã xếp. Còn vấn đề hai người bạn gái này đâu có gì tình bạn mà giữ không được, trừ trường hợp con đứng vô con phá hoại thôi. Con vừa yêu người bạn Công giáo này, con lại tạo cái tình cảm yêu cái người bạn Phật giáo này, để cho con có hai mối tình với hai người bạn với nhau. Họ đương nhiên họ sẽ phiền hà lẫn nhau. Cái đó là do con gây ra. Tốt hơn hết như chú nói, chấm dứt ngay. Nếu con cảm thấy rằng không hợp và không tiến xa được đối với người bạn Công giáo, thì lúc đó hãy suy nghĩ tới người bạn Phật giáo. Và nhớ kỹ, người bạn Phật giáo đang yêu người khác, không yêu con. Ok. Rồi, chuyện bên lề lần thứ 131 xin được tiếp tục. Của Sơn Lê. Hai chú Việt Thảo, chú ơi, hôm nay cho con hỏi chú hai câu nha. Thứ nhất, chú cho con hỏi điếu thuốc lá làm bằng cái gì mà tại sao trong một điếu thuốc nhỏ như vậy lại có hơn 20 căn bệnh ung thư vậy chú? Câu trả lời, 20 căn bệnh hay là hơn 20 căn bệnh ung thư, nó không phải là cái con vật mà nó tạo ra ung thư. Giống như con chuột hay là con bọ xích hay là con muỗi, con ruồi. Cho nên cái điếu thuốc nhỏ xíu nó chứa trong đó. Úi cha, 20 con khác nhau không phải. Mà là cái căn bệnh ung thư, cái mầm mống ung thư nó tạo ra từ cái khói thuốc lá, cái nicotine hay là những cái chất làm ở trong cái thuốc lá đó, mà khi hút vào phổi nó sẽ tạo ra cái ung thư nha. Chứ không phải là do một cái con gì lớn đâu mà nhét vô không được. Và cái điếu thuốc lá đó tại sao nó nhỏ như vậy? Có phải là trong đó là cái thuốc lá thiệt không? Không phải. Cái điếu xì gà đó nó mới vấn bằng cái lá thật. Còn cái điếu thuốc lá mà chúng ta hút, nó không phải như thuốc rê, thuốc gò mà ông bà cô bác mình hay hút ở Việt Nam, thuốc rê, thuốc gò mà tự quấn lấy đó, thì cái đó là thuốc lá thật nhé, thuốc lá cắt ra. Có những người hút thuốc lá thật bằng cách dùng những cái lá thật vấn, như là người Việt Nam mình vấn thuốc rê, thuốc gò. Còn cái thuốc lá mà làm ở kỹ nghệ ba số năm nè, đinh hiu nè, hay là những cái thuốc lá khác, họ dùng giấy tẩm chất thuốc để mà vấn thành điếu thuốc. Giấy họ sắc rất đều, rất mỏng. Bây giờ không tin đó, con thử lật điếu thuốc lem ra coi, nó đều nhau hết từng hạt bột. Đó là do giấy tẩm thuốc mà vấn thành cái điếu thuốc lá để hút, chứ không phải cái lá thuốc thật nhé. Và do cái giấy đó, do cái giấy bên ngoài rồi tạo thành cái khói thuốc mà trong đó tẩm thuốc như thế nào đó, nó hút vào phổi, nó tạo ra cái ung thư. Và cái khói mà người ta ngửi hay cái hơi con thở ra thôi, người ta ngửi được cũng tạo được ung thư, là do cái hút thuốc nó mà tạo ra.
Nha. Thành ra cái chuyện mà điếu thuốc lớn nhỏ nó không quan trọng bằng cái chất ở trong đó mà con đưa vào trong người của con, nó mới tạo được ung thư. Câu hỏi thứ hai, chú ơi, cái này con hỏi thử thôi nha. Nếu như Việt Nam thật sự bị Trung Quốc đánh thì những người Việt Nam trên thế giới có về để giúp không chú? Mong được chú trả lời, cảm ơn chú. À, cũng có người muốn về, cũng có người không. À, chú nói câu này có thể đụng chạm với nhiều người, nhưng mà xin tha thứ. Có đôi khi vì thù hận, nó sanh ra phản quốc. Câu nói này hơi nặng. Có những người, người ta thù Cộng sản Việt Nam. Đến độ họ chỉ mong cho Trung Quốc chiếm Việt Nam thôi. Tại sao cái thù nó đến mù quáng như vậy? Nghe năm 1979, khi mà Trung Quốc đánh Việt Nam, có nhiều người vỗ tay, yeah! Tại sao vậy? Nếu nó quanh nó chiếm có phải mình mất nước không? Là tại vì cái sự thù hận của họ đã làm mù quáng lý trí của họ. Nhưng mà cũng có những người cho dù có thù oán Cộng sản Việt Nam, nhưng mà vẫn không muốn Trung Quốc chiếm Việt Nam. Tại vì dầu sao, Trung Việt Nam vẫn là đất nước của mình. Dù người Cộng sản Việt Nam họ không có cùng với cái chính kiến của mình, nhưng họ cũng là người Việt Nam, cũng là màu da, cũng là máu mủ của mình, cũng là cùng một sắc tộc của mình. Chứ không phải đất nước kia là Trung Quốc nó khác. Đó. Thành ra, ngay bây giờ đi, ở trong nước nè, đừng nói chuyện ở hải ngoại. Khi Trung Quốc đánh người Việt Nam, đánh nước Việt Nam, cũng có nhiều người ở trong nước bỏ trốn, vì sợ chết cũng có. Cái đó là cái chánh. Bỏ trốn không tránh đánh lại Trung Quốc vì hèn cũng có. Yeah. Thành ra không cần phải hỏi hải ngoại. Hải ngoại hay trong nước đều giống nhau. Bây giờ riêng hỏi ngoại, hải ngoại có cái ý là có về giúp hay không. Vấn đề là ở trong nước có cho hay không. Ở trong nước có cho người ta về để giúp tận đánh lại Trung Quốc hay không. Cái đó phải hỏi lại trong nước. Còn nếu cho thì bảo đảm cũng có nhiều người về lắm. Trong đó có chú nữa. Yeah. Nhưng mà vấn đề về đánh chưa chắc hiệu quả bằng đánh từ ở nước ngoài. Về đánh là cầm súng hay là miệng la làng, chứ làm gì bây giờ? Nhưng vấn đề súng, đạn, vũ khí thì trong nước đã có cách tổ chức rồi. Vậy làm gì? Đánh Trung Quốc bằng nhiều hình thức, có thể bằng tiền bạc, có thể vận động ngoại giao, có thể bằng những cái biểu lộ của mình đối với quốc tế. Chứ không phải đánh có nghĩa là cầm súng không. Cho nên ở hải ngoại vẫn có thể đánh Trung Quốc được bằng những cái biểu lộ khác nhau, không nhất thiết phải về trong nước. Và hãy để trong nước lo cái chuyện đó. Ok? Câu trả lời của chú là như vậy. Chú Minh Lệ, lần thứ 131 xin được tiếp tục. Con ở Việt Nam, con cũng xin được giấu tên. Con sống trong một gia đình cũng khá giả. Từ nhỏ con ngang ngược, ăn chơi, không coi ai ra gì. Chính vì thế con nghỉ học năm lớp 9. Nhưng lớn lên con hối hận, con muốn làm lại cuộc đời. Và con làm công nghệ thực phẩm ở gia đình được 3 năm rồi. Con có một dự án công nghệ thực phẩm. Con nói cho gia đình con biết, nhưng chả ai tin con cả. Con còn có... Còn nó nói rằng con có cố gắng nói nhiều lắm, nhưng cũng bằng con số 0. Có phải là quá khứ như vậy mọi người sẽ không tin mình không chú Việt Thảo? Năm nay con đã 21 tuổi rồi. Nhưng con thấy hình như chuyện này chú không biết có trả lời chưa. Thôi bây giờ cứ trả lời tiếp. Cái thứ nhất, con đã mất, ở Mỹ gọi là mất credit, mất cái tín dụng rồi. Tại vì con hồi nhỏ con ngang ngược, con ăn chơi đủ thứ hết. Cho nên muốn gì phải lấy lại cái tín dụng đó. Phải cho gia đình thấy con có tín dụng, con có khả năng thì gia đình sẽ tin tưởng. Bây giờ đưa một cái thí dụ điển hình ở hải ngoại, ở nước ngoài chẳng hạn. À, phần lớn người ta phải có credit thì mới mượn tiền nhà băng được. Tức là có cái tín dụng. À, một người mượn tiền nhà băng rồi sau đó không trả nổi phải khai bankruptcy, tức là phá sản. À, hay là đi làm, đại khái là thiếu nợ đó, không mất credit đi thì họ sẽ không còn được cái tín dụng nữa, cho nên khó vay mượn tiền được nhà băng. Nhưng mà sau một thời gian, nếu họ lo làm ăn đàng hoàng, họ không có bị xấu nữa, rồi dần dần họ sẽ cũng được những nhà băng mời có cái credit card bằng cái số lượng tiền nhỏ. Nếu họ tiếp tục mượn, xài, họ trả đàng hoàng thì họ tạo cái tín dụng trở lại. Yeah. Ở triệu phú bên Mỹ có nhiều người phải khai phá sản tới cả chục lần. Chứ không phải là người nào triệu phú là làm ăn thành công từ đầu đâu. Cho nên cái vấn đề trong gia đình con, vấn đề credit, vấn đề tín dụng thôi. Tại vì hồi nhỏ không ai tin tưởng con nữa vì con quá ngang ngược và con hư hỏng. Nhưng mà bây giờ con chịu khó làm ăn thì cái đầu tiên con vẫn tiếp tục làm ăn cho đàng hoàng. Tiền bạc đâu đó đàng hoàng, chứ gia đình sợ con bày ra cái chuyện làm ăn rồi con quậy một cái nữa, phải không nè? Tạo cái tín dụng, tạo cái credit của mình cho gia đình nhé. Làm ăn cần cù, dành dụm tiền bạc rồi trình bày.
người nào có khả năng, người nào có lớn tuổi nhất, người nào có quyền hành nhất, gặp riêng năn nỉ xin trình bày rất rõ, rồi người ta cho ý kiến tao chịu thôi, tại vì mình đã mất credit rồi, cố gắng lên. Còn nếu không làm đi, dành dụm tiền bạc, đến một thời gian là mình có đủ khả năng mình thực hiện cái dự án của mình. Ok. Chị Minh Lê, chào chú Việt Thảo, chúc chú một ngày vui vẻ. Cho cháu hỏi là bên hải ngoại, nhất là Mỹ, nếu ăn Tết âm lịch thì đón giao thừa theo giờ nào? 12 giờ Mỹ hay 12 giờ Việt Nam? Cũng đúng 12 giờ giao thừa, tại vì lịch ở bên Mỹ nó đi sau Việt Nam một ngày. Thí dụ có khi bây giờ đó ở bên Mỹ là buổi chiều, Việt Nam mới có buổi sáng à. Thì cho khi đến giao thừa thì Việt Nam ăn giao thừa, lúc đó Việt Nam chưa có, Việt Nam mới tới buổi trưa. Và khi đã giao thừa ở bên Mỹ thì ở bên Việt Nam lúc đó đã là qua mùng 1 Tết rồi. Cho nên ở đâu theo lịch đó thôi. Dạ. Nhưng mà khi ở bên Mỹ người ta vẫn nhớ về Việt Nam, à hiện giờ bên Việt Nam đang ăn Tết, rồi gọi điện thoại chúc mừng cũng có. Bên đấy ăn Tết có gì hay là vui không chú? Chú có thể tâm tình một chút Tết bên đó không ạ? À? Dạ không. Không tâm tình được. Tại vì Tết bên đây nó dài lắm, nó nhiều thứ lắm. Tâm tình không biết cả ngày hết chưa. Thành đã không cần, không tâm tình được. Tết hồi chú còn bé với bây giờ, khi bên đó chú hình như chưa về miền Bắc Việt Nam. Đúng vậy, chú chưa về. Chú quyết định trước khi chết sẽ về Việt Nam hoặc về miền Bắc thăm viếng hay du lịch không chú? Dạ, chú không có quyết định. Chú chưa quyết định. Chú không biết là có nên về du lịch hay không, vì nó còn tùy thuộc vào cái khả năng của mình. Chứ không phải là muốn đi là đi đâu. Nha. Chú không muốn mua vé máy bay về Việt Nam để rồi cầm cái DVD Vân Sơn đem về, năn nỉ Vân Sơn cho được 5-7 cuốn về bán cuốn 100 đồng để mà lấy trả tiền vé máy bay, là chú không muốn làm như vậy. Chú về là trong khả năng chú có, và chú về là được sự đồng ý của mọi người, vui vẻ thì về, không vui thì thôi. Nha. Cho nên hiện giờ chưa có ý định về du lịch hay là thăm viếng, cho dù chết cũng vậy. Rồi. Tiện thể cho cháu hỏi là sao không thấy chú trong Vân Sơn 49 vậy? Là tại vì chú có trả lời rồi trong chuyện Minh Lại câu hỏi này từ hồi 4 tháng 6 lần cách đây một tháng. Cho nên có lẽ giờ này câu trả lời này con cũng đã biết ha. À, mong hồi âm sớm chứ bức thư trước chờ hơn tháng trời mới trả lời, lâu quá chờ dài cả cổ, gần thành con hưu cao cổ rồi. Thơ này cũng giống vậy thôi con, chờ đúng tháng rồi đó. Chú thấy để đây là June 4th, bên này July 4th, đúng tháng đó. Ok, xin cảm ơn con. Ơi chà, chuyện Minh Lệ lần thứ 131 xin được tiếp tục. Bây giờ là 24 giờ ngày 6 tháng 5, ngày 5 tháng 6 năm 2013 giờ Việt Nam. À, như vậy đó là ngày 5 tháng 6, tức là bên ngày 4 là đúng rồi đó, tức là cách một tháng. Anh Việt Thảo thân mến, em đã xem MC Việt Thảo trên các cuốn DVD của Trung tâm Vân Sơn rất nhiều. Và em đặc biệt rất thích tài dẫn chương trình của anh, nhẹ nhàng mà dí dỏm. Lối hành văn đơn giản mà sâu sắc, anh là một trong hai MC hải ngoại rất được yêu thích. Đây là khen ngợi, khen ngợi, khen ngợi. À, điều này chứng tỏ rằng vai trò của MC là tối quan trọng. MC không chỉ là người giới thiệu chương trình mà còn có vai trò điều khiển chương trình để dẫn dắt khán giả cảm thấy thú vị và không nhàm chán. Các MC nước ngoài tài dẫn cái này là con đã so sánh MC ở ngoài với MC ở trong nước. À, thôi, chú không đọc cái này. Đọc cái này giống như chê ba MC trong nước, chú không thích. Rồi. Hôm nay em mạo muội viết lá thư này kính nhờ anh Việt Thảo hãy đóng góp những ý kiến quý báu giúp các bạn trẻ Việt Nam cần phải có những kỹ năng gì. Hay anh muốn họ cải thiện những điểm nào khi muốn tham gia vào nghề MC để ngày càng có nhiều MC Việt Thảo. À, cái này là khen Việt Thảo nha. Cho nên Việt Thảo chỉ đọc đại khái vậy. Còn cái vấn đề là có những ý kiến quý báu giúp cho các bạn trẻ Việt Nam thì cái đó phải hỏi rằng các bạn trẻ Việt Nam có cần hay không. Chưa chắc là các bạn cần Việt Thảo giúp đâu. Vì Việt Thảo thấy các bạn trẻ ở Việt Nam, thứ nhất là các cô MC, họ có được nhan sắc, có sắc vóc, có chiều cao, rồi cũng có khả năng ăn nói và được đào tạo trường lớp đàng hoàng. Khả năng sinh ngữ cũng rất giỏi. Nhá. Rồi các bạn trai cũng vậy. Cho nên Việt Thảo nghĩ rằng ở Việt Nam có trường lớp và có đào tạo đàng hoàng, với lại là giới trẻ, chắc là các em cũng không cần gì đâu. Tuy nhiên, nếu Việt Nam cần Việt Thảo trong tất cả mọi lĩnh vực tiếp trai, để cho đất nước tốt hơn, để cho đời sống tốt hơn, xã hội tốt đẹp hơn, con người yêu thương nhau hơn, bất cứ trên lĩnh vực nào, nếu Việt Nam cần, thì Việt Thảo sẵn sàng. Vì Việt Thảo cũng là một con dân của Việt Nam, chứ không ai xa lạ cả. Nha. Đơn giản như vậy thôi. Vấn đề là Việt Nam có cần hay không? Chưa chắc. Việt Nam có gần 100 triệu dân lận mà. Nhân tài thiếu gì? Không cần tới Việt Thảo đâu. Ok. Chuyện Minh Lê lần thứ 131. À...
Xin được tiếp tục bằng cái chủ đề tiền của Nguyệt Anh. Chào anh Việt Thảo, em là bạn của Chuyện Bên Lề, ngày nào em cũng theo dõi. Em rất hâm mộ anh và em cũng đã tìm được người tâm sự, cảm ơn anh. Qua Chuyện Bên Lề, em xin gửi tâm sự của mình tới anh và các bạn phụ nữ Việt Nam có cùng hoàn cảnh để chia sẻ. Em là Nguyệt Anh, người Bắc Việt. Em là một phụ nữ quê nghèo. Cách đây hơn 10 năm, gia đình em bị lâm vào cơn lốc xoáy, tiền tài, tình cảm, vợ chồng. Em gần như kiệt sức, gần như quỵ. Thời gian này em đau đớn nhất, không tiền, không tình. Cha mẹ già, con dại còn đang bú sữa. Em phải dứt bỏ ra đi kiếm tiền, cứu nhà. Bên xứ người chỉ biết làm, lúc nghỉ ngơi chỉ biết dùng sách bút để tâm sự. Em gửi tới anh một bài thơ tự sáng tác. Em không có được học cao, em không biết dùng từ có chính xác không. Thấy thương quá. Anh góp ý cho em sửa lại, vì đây là kỷ niệm, là bước ngoặt cho em đứng vững tới ngày hôm nay. Em sẽ giữ nó đi suốt chặng đường còn lại. Cảm ơn anh nhiều. Nhờ anh gửi tới những người phụ nữ Việt Nam có những hoàn cảnh hay can đảm, hãy can đảm, dũng cảm, vượt lên, đứng vững bằng đôi chân của mình. Giờ gia đình em rất tốt đẹp rồi anh ạ. Thì kèm theo đây là có một cái thơ mà cô tự viết, tự sáng tác lấy theo cô vừa nói. Việt Thảo xin được phép đọc để gửi cho các bạn nghe. Ngày 26 tháng 6 năm 2003. 26 tháng 6. 26 tháng 6. Đây là cái bức thơ mới gửi cho Việt Thảo nha. Ok, đó các bạn thấy không? Đây là cái email mới gửi cho Việt Thảo. Mà Việt Thảo thấy có cái bài thơ mà tự viết này và cái lời nội dung rất là cảm động dễ thương. Việt Thảo muốn dùng ngay cái câu chuyện này để chấm dứt Chuyện Bên Lề lần thứ 131. Cho nên nó vượt ra ngoài cái khuôn khổ là cái bài thơ này, nó không nằm ở trong cái thứ tự để chờ đợi. Cho nên nếu mà các em hôm trước vô trong YouTube mà cằn nhằn Việt Thảo đó, nếu thấy lần này Việt Thảo đọc bài thơ mà đề ngày 26 tháng 6 2003 thì sẽ chửi cho Việt Thảo một trận nữa. Khổ như vậy. Nhưng mà Việt Thảo cũng nói rõ luôn, tại vì Việt Thảo chưa có cái gì để mà làm một cái chuyện chấm dứt cái Chuyện Bên Lề, mà ở đây có một cái bài thơ rất rất là có ý nghĩa, vì nó được viết nên bởi một người phụ nữ đi xa quê hương ở nước ngoài, làm lụng cực khổ để mà nuôi gia đình. Bây giờ cái bài thơ như thế này. Tiền và ví. Như em đã nói đó, có thể vần điệu nó không đúng, mong các bậc trưởng bối tha thứ cho, nhưng bài thơ này nó xuất phát từ tấm lòng của em. Tiền đi có nhớ ví không? Ví thì ví nhớ, ví trong tiền về. Tiền đi vui thú đủ bề, ví chờ ví đợi vẫn là ví không. Ví tiền ví chẳng muốn không, ra đi ví quyết tìm ngay tiền về. Ví đi bỏ lại ê chề, cha già mẹ yếu cũng là con thơ. Ví đi thân liễu dặm trường, con đường ví bước đọa đầy chông gai. Ví đi tìm tới tương lai, ví đi không biết có ai hiểu mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi Chuyện Bên Lề lần thứ 131. Xin cảm ơn và chúc các bạn một cái tuần lễ July 4 thật vui. Và cuối cùng cũng nhớ nói một câu. Anh sẽ tìm em và sẽ gặp em trong ngày hôm nay của July 4 năm 2013. Như là để kỷ niệm 17 năm, 8 tháng ngày mình thành hơn. Hôm Happy anniversary, bà xã. I love you. Thank you. Oh, one. Bye bye.